nó vừa chuồng gà này, mạng nhện đang quấn đầy vào phần trên tai của bé này. Đây này, mạng nhện nó dính đầy vào đây này. Úi da, dày luôn anh em ạ. Mèo Min bị mạng nhện dính đầy tai. Các bạn xem video thấy hay, hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel Kitten Mèo VN nhé. Tại mình đang quay video về bé mèo Min. Nóng, thời tiết nó khá nóng. Mạng nhện vừa dính đầy rồi. Mình nó đi ẩn rồi.